Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Hôm nay hàng iPhone đang gọi là đông như quân mông ở đây này. Thì mình sẽ review và báo giá, rồi bạn nào thấy cái sản phẩm nào đó ưng ý thì các bạn mua ủng hộ cho shop nha. Và ngày hôm nay mình có một cái tin rất là vui để thông báo đến tất cả mọi người. Mình có một cái chương trình giảm giá đối với cái sản phẩm sạc 20W các bạn nhé. Thì đây, các bạn đã đều biết là trước giờ mình bán cái bộ sạc 20W hàng xịn sò này chỉ có giá là 300k, là cũng khá là rẻ rồi, vì hàng xịn thì không thể nào rẻ hơn được nữa. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ có chương trình ưu đãi đặc biệt nếu như bạn nào mua kèm với lại máy. Có nghĩa là các bạn mua máy mà các bạn chưa có sạc, các bạn sẽ mua kèm cái bộ sạc này thì mình chỉ bán cho các bạn với giá là 220k thôi. Có nghĩa là các bạn mua máy, các bạn mua kèm cái này thì các bạn sẽ được mua với giá 220k thôi. Còn bạn nào nếu như mua, không mua kèm với máy mà mua mỗi cái bộ sạc này không, mình cũng giảm cho các bạn là 40k. Tức là mình sẽ bán là 260k, vì lý do là phải thêm 40k tiền ship các bạn nhé. 40k tiền ship đúng không? Còn các bạn khi mua máy thì mình đã tính tiền ship chung với tiền máy rồi. Chính vì vậy nó sẽ được hỗ trợ là 220k thôi. Đấy, còn những bạn mua thông thường thì mình sẽ bán 260k, như vậy rất là vui các bạn nhé. Và bộ sạc này của mình bảo hành 6 tháng, xài rất là ngon. Rất là ngon và sạc rất là nhanh nhé. Bộ sạc này mình bán rất là nhiều rồi. Rồi, tiếp theo thì hôm nay mình có một số cái mặt hàng giảm giá. Ví dụ như hôm nay mình sẽ giảm giá cho các bạn iPhone 13 phiên bản 128GB và phiên bản siêu đặc biệt 2 SIM vật lý. Thì các bạn cũng biết là phiên bản 2 SIM vật lý, một là nó hiếm, thứ hai nữa là nó luôn đắt hơn phiên bản eSIM các bạn nhé. Chính vì vậy ngày hôm nay mình giảm 600 là cũng là một cái mức giá giảm sâu. Mình giảm tới 600 cho các bạn luôn và mình chỉ bán cho các bạn với cái giá là 11.900 thôi. Và ở đây không còn nhiều, mình còn được một máy màu xanh và một máy màu đen. Cả hai máy đều là 2 SIM vật lý và đều là phiên bản 128GB, đều có hiển thị màn hình là 6.1 inch. Và Nhật Nam đều cam kết là hàng zin chuẩn quốc tế và khá đẹp, đẹp zin 99%, bảo hành cho các bạn 6 tháng, lỗi là đổi không sửa, rất yên tâm. Sản phẩm này thì mình không tặng phụ kiện và không bao ship. Tuy nhiên thì các bạn nếu muốn mua phụ kiện thì cộng thêm tiền đấy các bạn nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là có sản phẩm XS thì ngày hôm nay mình bán cho các bạn với giá cũng rất là hấp dẫn. XS thì ngày hôm nay mình sẽ có phiên bản là 64GB và cả 256. Thì trên tay mình đây là phiên bản XS 64GB, máy zin đẹp 99% quốc tế, bảo hành 6 tháng. Ngày hôm nay đối với phiên bản 64GB màu đen mình chỉ bán cho các bạn với giá là 4.900.000 và phiên bản màu gold là 5.000.000. Thật sự mức giá này rất là hấp dẫn nhé. Về thông số kỹ thuật thì dòng XS này nó cũng khá là mượt, camera khá đẹp với hai camera sau. Màn hình thì nhỏ gọn 5.8 inch và đây là máy quốc tế cho nên là cứ gắn SIM vào là xài thôi. Bên mình thì cam kết chỉ bán hàng quốc tế, chỉ bán hàng zin chất, không bán máy sửa, không bán máy lốc, các bạn cứ yên tâm. Và giá bán là chưa bao gồm phụ kiện và phí ship, chính vì vậy các bạn cần phải mua kèm theo phụ kiện các bạn nhé. 4.900.000, 5.000.000 là một mức giá quá là hợp lý đối với phiên bản 64GB. Còn phiên bản 256 thì sao? Phiên bản 256GB ở đây thì mình chỉ còn sản phẩm màu đen thôi. Rất tiếc là còn sản phẩm màu đen thôi. Tuy nhiên màu đen thì các bạn mua màu đen cũng được, không sao cả. Màu đen thì là màu đen lịch lãm, len keng, xà beng. Và ngoại hình của XS này thì cũng là ngoại hình 99%, đẹp chuẩn và máy thì cam kết là máy zin luôn. Bộ nhớ siêu nhiều 256GB, màn hình siêu nhỏ gọn 5.8 inch. Máy đẹp, chất ok và bảo hành 6 tháng tại Di động Nhật Nam. Có giá bán cho các bạn ngày hôm nay chỉ có là 5.700.000 thôi. Mức giá cực kỳ ưu đãi rồi các bạn nhé. 5.700.000 phiên bản siêu nhiều bộ nhớ 256GB. Rồi, tiếp theo thì các bạn chả có xa lạ gì cái phiên bản này. Đây là cái phiên bản iPhone 12 thường, 12 nhỏ, màn hình 6.1 inch luôn. Hôm nọ mình có giảm giá đặc biệt ưu đãi cho các bạn với mức giá là 7.290.000 và mình đã bán gần hết. Bán đâu đó khoảng 10 máy rồi, hôm nay còn đúng 2 máy. Một cái màu đen và một cái màu đỏ. Thì vô tình là mình thấy là cái màu đỏ nó đẹp hơn cái màu đen. Cho nên là mình vẫn bán mức là 7.290.000, cực kỳ ưu đãi cho các bạn. Cái màu đen nó hơi xấu hơn một chút, nhưng chính vì điều đó mình cũng sẽ bán rẻ hơn cho các bạn thêm một chút nữa để các bạn vui lòng. Mình sẽ bán con này cho các bạn với cái mức giá
chưa từng có cái sản phẩm iPhone 12 nào mà rẻ như thế này. Đó là 6.990k. 6.990k các bạn nhé. Thực sự rất rẻ, rất ưu đãi đấy các bạn ơi. Còn chờ gì mà không chốt. Và có một cái thôi, nó hơi phẩy lưng, mình bán rẻ. Rồi, tiếp theo về sản phẩm 11 Pro Max thì hôm nay cũng có ưu đãi cực sốc là với phiên bản 64GB màu trắng, màn hình to 6,5 inch, 11 Pro Max thì to vật vã và pin rất trâu, 3 camera sau ngon chuẩn quốc tế, ok, ngon lành cành đào và có giá bán là 8.900.000 thôi. 8.900.000 thôi các bạn nhé, 8.900.000 cành. À rồi, tiếp theo thì có phiên bản 256GB các bạn ạ, có phiên bản 256GB. Phiên bản 256GB thì đây lại là một phiên bản khá là đặc biệt, đó là hai sim vật lý và máy rất keng. Tuy nhiên, ngày hôm nay cũng sẽ có một cái mức giảm cho các bạn, có thể nói là giảm sâu. Tình trạng là zin chất ok, pin 100%, 256GB, màn hình 6,5 inch, phiên bản hai sim vật lý, hai sim vật lộn, gắn được hai sim vào dùng. Luôn luôn đắt hơn bản eSIM các bạn nhé. Các bạn không tin thì cứ tìm hiểu trên Google. Đó. Còn như đây, bên mình hôm nay với mức giá ưu đãi thì mình chỉ bán cho bạn với giá là 10.900.000. Và thật sự là mình chỉ còn một cái này thôi, màu đen, cực chất. Rồi, tiếp theo nữa thì rất là nhiều bạn quan tâm đến sản phẩm SE2020. Mình về hàng rất là nhiều nhưng rất tiếc, hôm nay mình bán cũng đã hết rồi, mình chỉ còn hai cái màu đen. Đây là phiên bản màn hình 4,7 inch và ngày hôm nay mình quyết định xả hàng với giá cực kỳ ưu đãi cho các bạn là 3.300.000. 3.300.000 máy đẹp zin 99% các bạn nhé. Máy đẹp zin 99% bảo hành 6 tháng. Màn hình 4,7. Dòng sản phẩm này thì nó dùng được hai sim luôn, một eSIM và một sim vật lý. Có nghĩa là nó cao cấp hơn 8 nhỏ, 8 thường nhiều nha. Mặc dù màn hình của nó cũng 4,7 inch thôi. Về độ phân biệt giữa 8 thường và SE thì các bạn chỉ cần biết là táo của SE nó nằm ở giữa, còn táo 8 thường nằm trên đây. Và SE thì nó cấu hình cao hơn nhiều và ngon hơn nhiều, sản xuất cũng sau, cho nên là rất là mới và chất lượng. Màn hình thì cũng 4,7 inch và cũng còn vân tay các thứ nhá. Mình bán thì cam kết đầy đủ mọi chức năng. Bên mình là không bán máy sửa, các bạn cứ yên chí. Và giá hôm nay cực kỳ ưu đãi, 3.300.000 cho bạn nào chốt luôn. Đây là hai máy thôi, không còn nhiều. Rồi tiếp theo là 11 Pro 256GB. 11 Pro 256GB màu đen này thì hôm nay mình cũng quyết định giảm giá bán cho bạn với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn là 8.300.000. Thật sự rất rẻ. Con này nhỏ gọn, xinh xắn, 5,8 inch, 3 camera sau, cực chất và có bộ nhớ 256GB siêu nhiều, lưu trữ cả thế giới các bạn nhé. Rất là ngon, rất là chuẩn và giá thì lại ưu đãi. Rồi tiếp theo thì rất nhiều bạn mình hỏi về XS Max. Thì XS Max hôm nay mình còn một cái màu trắng 512GB. Một cái màu trắng 512GB bộ nhớ siêu khủng, màn hình siêu to 6,5 inch và pin siêu trâu, máy siêu chất quốc tế chuẩn chỉ ok. Có mức giá bán cho các bạn cũng tương đối là ổn áp, đó là 7.900.000. 7.900.000 thôi. Và còn duy nhất một cái màu trắng 512GB các bạn nhé. Bên cạnh đó thì mình có một cái phiên bản là 64GB. Phiên bản là 64GB, chuẩn zin quốc tế, ngon lành cành đào. Thì có giá bán là 6.800.000 các bạn ạ. 6.800.000 các bạn nhé. Rồi, cực kỳ nhiều các bạn hỏi mình về 8 Plus. 8 Plus thì mình chỉ có phiên bản siêu khủng 256GB. Phiên bản 64GB thì vài ngày nữa mình có hàng. Phiên bản 64GB thì giá nó rất rẻ, nhưng phiên bản 256GB hàng zin này thì không hề rẻ. Thứ nhất là zin, thứ hai là đẹp 99%, ok, màn hình to, máy chất chuẩn và có vân tay các thứ là đầy đủ. Và con 8 Plus màu gold ở đây thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.400.000. 4.400.000 các bạn nhé. Và phiên bản màu trắng cũng như là phiên bản màu đen thì mình sẽ có mức giá bán cho các bạn là 4.300.000. Đều là máy siêu khủng với bộ nhớ 256GB, 2 camera sau và máy zin chất quốc tế bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Ở Di Động Nhật Nam bán chỉ bán hàng chất, hàng zin và bảo hành 6 tháng cho các bạn yên tâm. Tiếp theo nữa đây thì mình có XS Max phiên bản 64GB màu đen. Thì dĩ nhiên rồi, màu đen là mình luôn bán rẻ hơn phiên bản màu gold. Và XS Max này, phiên bản 64GB màu đen mình sẽ bán cho bạn với giá cực rẻ là 6.600.000 thôi. Thật sự mức này rất rẻ đối với một sản phẩm là máy zin bảo hành lên đến 6 tháng nhé. Cam kết là hàng chuẩn quốc tế, ngon lành. Tiếp theo là còn một con XS Max màu gold duy nhất với phiên bản siêu hiếm, hai sim vật lý,
hai SIM vật lý và đây là 64GB. Cho nên là có mức giá cho các bạn là 7 triệu. 7 triệu sở hữu được cái sản phẩm XS Max màu gold hai SIM vật lý thì rất là ok nhé. Thuận tiện gắn được cả hai SIM vào đây, không cần phải đi làm SIM, không cần phải đi eSIM. Đấy, rất là thuận tiện các bạn ạ. Và giá bán là 7 triệu thôi, bảo hành tới 6 tháng mà lỗi là đổi không sửa chữa. Đã vậy hôm nay ai mua máy rồi mua kèm sạc thì chỉ phải mua với mức giá có 220 cành thôi. Bộ sạc 20W, chất lượng, chuẩn chỉ ok, bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo là XS Max 256GB màu đen. Còn duy nhất một cái màu đen 256GB thôi. Cũng là phiên bản màn hình to 6.5 inch, máy siêu chất quốc tế, bảo hành tới 6 tháng tại Di động Nhật Nam. Và có mức giá bán cho các bạn ngày hôm nay là 7 triệu rưỡi thôi. 7 triệu rưỡi các bạn nhé. Nói chung là tương đối là rẻ. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm với phiên bản lưu trữ cả thế giới, đó chính là con 12 Pro 512GB. Và sản phẩm 12 Pro 512GB này hôm nay mình chỉ còn một cái duy nhất màu xám đen với màn hình hiển thị 6.1 inch, 3 camera sau chinh phục bóng đêm, máy chất nguyên zin chuẩn quốc tế, bộ nhớ siêu khủng lên có mức giá là 10.900.000. Các bạn đã nhận thấy điều gì chưa? Mới ngày hôm qua mình còn đang bán là 11.500.000, nay mình lại giảm 600 nữa rồi. Như vậy giảm giá sập sàn rồi. Cơ hội cuối cùng vì chỉ còn một máy các bạn nhé. Ai cần bộ nhớ siêu khủng thì chúng ta chốt luôn. Tiếp theo là sản phẩm 12 Pro Max, đợt hàng lần này về thì có thể nói cực rẻ. Phiên bản là 256GB nhưng mà mình bán với giá rẻ là 13.2 triệu, ngang bằng với phiên bản 128GB thôi. Như vậy là quá rẻ rồi. Các bạn lợi quá rồi, bởi vì đây là phiên bản tới 128GB. Và ở đây mình lựa chọn hàng tuyển đẹp zin 99, được 4 cái màu, 2, 4, 5 cái màu xanh và 3 cái màu gold, là giá bán là 13.200.000. Đây là phiên bản 12 Pro Max 256GB, màn hình to 6.7 inch, máy zin chất quốc tế cực chất, bảo hành tới 6 tháng các bạn yên tâm. Ở Di động Nhật Nam thì các bạn biết rồi, chỉ bán hàng chất và bán hàng thì cực kỳ uy tín trong nhiều năm nay, thì mọi người khỏi lo. Đây màu gold, tức là màu vàng. Màu vàng thì có 3 cái thôi, ai cần màu vàng nhanh tay. Giá là 13.200.000. Máy zin quốc tế, bảo hành dài lâu. Bên cạnh đó thì có một con là máy bị phẩy, nói chung là máy bị xấu, chầy viền và nhậm lưng. Chính vì vậy con này mình bán cho bạn với mức giá rẻ, giảm hẳn là 1 triệu. Mình sẽ bán cho bạn với giá là 12.200.000. Tuy nhiên cũng không xấu nhiều, xấu khoảng 98% thôi. Rất là ok, các bạn có thể dùng ốp. Đấy, dùng ốp hoặc là dán rất là bình thường. Tuy nhiên rẻ được hẳn 1 triệu. Đấy, máy chất, bộ nhớ 256, bảo hành dài lâu. Bảo hành lên đến 6 tháng và lỗi là đổi không sửa chữa các bạn nhé. Quá là yên tâm khi mua sản phẩm iPhone tại Nhật Nam. Rồi tiếp theo nữa đây các bạn thấy là đây là iPhone 11. iPhone 11 màu xanh này thì ngày hôm nay mình bán cho bạn với cái mức giá cũng chỉ có 6 triệu 8 thôi. Phiên bản 64GB, bán bằng với lại XS Max rồi đấy. Như vậy thì quá lợi rồi. 11 thì ngon, chất ok, chuẩn. Chỉ cái là màn hình 6.1 thôi nhé. Màn hình nó nhỏ hơn XS Max một xíu. Nhưng với mức giá 6 triệu 8 thì thật sự đây là một sản phẩm đáng mua các bạn nhé. Đáng để mua đấy các bạn. Rồi, ngoài những cái sản phẩm điện thoại thì mình cũng bán phụ kiện đầy đủ. Các bạn cần gì thì cứ việc liên hệ đến bên mình. Và mình có shop ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ cụ thể là có dưới phần mô tả và có trên Google Maps các bạn nhé. Vào Google Maps search Di động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai là ra thôi. Một địa chỉ duy nhất ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và các bạn mua online thì chỉ cần liên hệ đến hai số hotline này ở đây để đặt cọc cho mình và chốt đơn. Sau khi đặt cọc cho mình địa chỉ, mình ship hàng đến tận nơi và hàng đến được kiểm tra hàng, được test máy rồi mới nhận sử dụng. Và trong suốt quá trình sử dụng thì các bạn biết rồi, mình bán là mình luôn gửi kèm cho các bạn một cái giấy bảo hành. Các bạn vui lòng giữ giấy bảo hành để lỡ có trục trặc các bạn gửi về shop để được bảo hành, đổi máy khác nếu có lỗi kỹ thuật. Và nếu như xài chán chê mê mỏi trong nhiều năm rồi, chán rồi, trúng mánh, có nhiều tiền rồi, muốn đổi nâng cấp lên đời sản phẩm cao cấp hơn thì cũng có thể gửi về shop. Địa chỉ của shop cũng có luôn trên giấy bảo hành, cứ yên tâm. Gửi về shop, shop thu mua lại, tạo điều kiện để các bạn bù thêm tiền đổi những sản phẩm chất lượng hơn, xịn sò hơn các bạn nhé. Rồi, cảm ơn vì mọi người luôn yêu mến ủng hộ Di động Việt Nam. Các bạn còn chần chờ gì mà không đăng ký kênh, không nhấn like, không chia sẻ và để lại bình luận ủng hộ cho kênh. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.